Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Ban kiểm tra Thanh tra tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Vông Phệt Say Sáng Nguồn, Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ban kiểm tra tỉnh Savannakhet dẫn đầu đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Thái Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với đoàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính đã bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác của Ban Kiểm tra Thanh tra tỉnh Savannakhet và cho rằng chuyến thăm lần này nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính hy vọng rằng trong chuyến thăm và làm việc, hai tỉnh sẽ có thêm những kinh nghiệm quý về công tác nghiệp vụ thanh tra kiểm tra đạt hiệu quả cao giữa hai bên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đặc biệt coi trọng mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet. Vì thế ngoài tình hữu nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị rất mong muốn hai bên cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ quan hệ hợp tác với nhau ở nhiều lĩnh vực khác nhau để mối quan hệ ngày càng được thắt chặt bền vững hơn. Đoàn công tác Ban kiểm tra Thanh tra tỉnh Savannakhet cảm ơn trước sự đón tiếp thân mật của lãnh đạo tỉnh và mong muốn sẽ gặt hái được nhiều kết quả trong chuyến công tác này, nhất là kinh nghiệm công tác, cách giải quyết những vướng mắc tồn đọng xung quanh công tác thanh tra kiểm tra. Cùng hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, Thanh tra tỉnh và Ban kiểm tra Thanh tra tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức hội đàm nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác. Dự hội đàm về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Thái Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Về phía Ban kiểm tra Thanh tra tỉnh Savannakhet có đồng chí Vông Phệt Say Sáng Nguồn, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ban kiểm tra tỉnh Savannakhet và các thành viên trong đoàn công tác. Trên tinh thần hữu nghị đoàn kết, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là về nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra. Hai bên cũng đã thảo luận thống nhất một số nội dung cụ thể để tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra hai tỉnh trong thời gian tới, thông qua ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, mỗi bên tiếp tục quán triệt nội dung thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai tỉnh để làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Quảng Trị với Ban Kiểm tra tỉnh Savannakhet, đẩy mạnh hợp tác trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, thanh tra phù hợp với điều kiện thực tế, tiếp tục thực hiện biên bản ghi nhớ trước đây. Mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh, hai bên tổ chức các cuộc thăm làm việc, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau theo hình thức luân phiên. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà khóa 10, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà chủ trì cuộc họp. Trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế xã hội của thành phố Đông Hà có bước phát triển khá. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với kế hoạch đề ra. Ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp tiêu thụ công nghiệp, nông nghiệp đạt bình quân trên 50% kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 177 tỷ đồng, đạt 62,3% kế hoạch tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện trên 793 tỷ đồng. Công tác chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt, tạo việc làm mới cho 870 lao động. Đáng chú ý là kết quả thực hiện chủ đề năm văn minh đô thị tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố. Tuy vậy, đánh giá một cách toàn diện thì thành phố Đông Hà vẫn chưa thực sự tạo được động lực phát triển đột phá. Việc huy động cả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần này đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà vì nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời bầu bổ sung ông Phan Cao Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đây, chúng tôi xin thông báo về nội dung kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6. Tại kỳ họp lần này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét và quyết định các nội dung sau. 1. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 2. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân 6 tháng đầu năm. 3. Báo cáo công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm. 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm.
5. Báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh. 6. Báo cáo thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 6 tháng đầu năm. 7. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm 2015 Hội đồng nhân dân tỉnh. 8. Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm. 9. Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm. 10. Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của các huyện đang thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân gồm Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa, Đa Cà Rông, Hải Lăng và Triệu Phong. 11. Sửa đổi, bổ sung điều chỉnh các nghị quyết. A. Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐ-NG ngày 10 tháng 12 năm 2010 quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. B. Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐ-NG ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số mức chi tiêu đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12. Tờ trình số 2157 ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2015. 13. Điều chỉnh nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐ-NG ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí sử dụng cơ sở hạ tầng cửa khẩu. 14. Tờ trình số 2171 ngày 15 tháng 6 năm 2015 về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2015. 15. Đề án quy hoạch ngành giáo dục đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 16. Điều chỉnh chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 17. Kiện toàn một số chức danh của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp. Thời gian 2 ngày từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 năm 2015. Địa điểm tại hội trường tầng 2, trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh, số 254 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà. Tiếp tục với những thông tin khác, sáng nay tại Hà Nội, ban tổ chức chương trình Hùng Thiêng Đất Mẹ tổ chức họp báo công bố về chương trình. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cùng chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn quốc. Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt phối hợp tổ chức các chương trình an sinh xã hội, trong đó có chương trình giao lưu nghệ thuật Hùng Thiêng Đất Mẹ và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Chương trình Hùng Thiêng Đất Mẹ sẽ được truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 18 tháng 7 trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình là hoạt động thể thực nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, những người có công với cách mạng, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng hào hùng của cha ông qua hai cuộc kháng chiến cứu nước, khơi dậy lòng yêu nước, sáng tạo trong công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập đất nước. Đây là lần đầu tiên chương trình an sinh xã hội tổ chức tại Quảng Trị do ngành ngân hàng thực hiện. Đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết của từng sự kiện và giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành địa phương triển khai thực hiện các hoạt động như công tác tuyên truyền, chỉ đạo các ngành địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi lễ, triển khai tu bổ, chỉnh trang làm sạch đẹp khu vực nghĩa trang và phần mộ của các liệt sĩ. Ngay trong đêm tổ chức chương trình an sinh xã hội Hùng Thiêng Đất Mẹ, các ngân hàng thương mại sẽ tham gia hỗ trợ 100 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác an sinh xã hội. Và Bưu điện Liên Việt nói riêng cũng đem những cái phần công sức, phần quà nho nhỏ với đóng góp 100 tỷ đồng để góp phần cho các hộ chính sách có công cách mạng và xây dựng những công trình ý nghĩa của Quảng Trị mang ý nghĩa 27 tháng 7.
Chương trình truyền hình trực tiếp Hùng Thiêng Đất Mẹ sẽ được mở đầu bằng việc tái hiện cảnh bộ đội ta vượt sông Thạch Hãn tiến vào thành cổ Quảng Trị giữa làn bom đạn của kẻ thù. Tiếp đó là ba chương với các chủ đề Đất Mẹ Anh Hùng, Sự Hy Sinh và Trọn Vẹn Nghĩa Tình. Ngay sau cuộc họp báo, ban tổ chức chương trình đã họp bàn về kịch bản và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện. Trước thực trạng vườn cao su già cỗi năng suất thấp, từ năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Trị đã có chủ trương thanh lý, tái canh. Cùng với việc trồng mới, công ty đã có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho công nhân trồng xen lúa và hoa màu giữa vườn cao su. Mô hình này đã mang lại hiệu quả rất cao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cũng như nhiều hộ khác, sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Trị có chủ trương thanh lý những vườn cao su già cỗi, thực hiện tái canh trồng mới, gia đình ông Trần Lương Hậu ở nông trường cao su Trường Sơn đã nhận khoản chăm sóc 10 hectare cao su. Ngoài khoản tiền lương chăm sóc theo quy định 5 triệu đồng một tháng để tăng thêm thu nhập, ông đã triển khai trồng xen lúa, ngô, đậu đỗ, dưa hấu và các loài hoa màu. Nhờ chọn giống tốt và tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, nên 3 năm qua từ mô hình này, thu nhập của gia đình tăng lên đáng kể và đời sống kinh tế rất ổn định. Mà thực tế nhất là coi như ở luống khoai tư chúng ta đang đứng đây, thì một năm là coi cho thu nhập là chục triệu đồng. Bây giờ chỉ có trồng xen thì công nhân là và gia đình công nhân cũng thu nhập thêm cái nguồn trồng xen chuyện này, thì cho nên đời sống kinh tế gia đình là vững hơn khi trước. Từ năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Trị đã thực hiện đề tài tái cơ cấu, trong đó đáng chú ý là đã xây dựng kế hoạch thanh lý những vườn cây già cỗi năng suất thấp và tiến hành trồng mới. Cho đến nay, toàn đơn vị đã trồng tái canh 1.200 hectare với loài giống mới có năng suất cao và chống chịu gió bão. Cùng với việc giao khoản cho công nhân nhận chăm sóc, công ty đã khuyến khích và có các chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình trồng xen lúa và các loài hoa màu giữa vườn cao su. Bám sát cái chủ trương của công ty tập đoàn là phải tiết giảm suất đầu tư, chính vì vậy là đảng bộ cũng đã tuyên truyền những người lao động thấy được những cái điều kiện như vậy để người lao động kịp thời bám sát cái chủ trương cũng như là cái điều kiện của mình để tập trung vào cái công tác trồng xen để nâng cao cái thu nhập cho người lao động. Thấy rõ hiệu quả mang lại của mô hình này, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Trị đang tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng ở những vườn cây tái canh trồng mới. Đặc biệt, công ty nghiên cứu, tính toán thiết kế vườn cây hợp lý, tăng thời gian trồng xen từ 3 năm lên 7 năm, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa tăng thêm nguồn thu nhập cho công nhân. Chương trình Thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.